Bà chúng mình xuống nền tảng học này, sau cùng một căn YouTube channel Medical Nursing and Learning. Ngày nay nhóm miền video thứ mấy mũi trong trại lệ nền tảng học này để tăng tính năng capability SPSS. Chỉ tu từ SPSS kêu program for statistical analysis. Mình thấy kêu program mũi để kiểm tra khung ca cái anh đi statistic tính năng này. Nông ca chụp xe nâng cư dương pra nẹ đại quát pra nông ca bảo mộ tên ở đây làm bây thua ca kẻ nìa xâm rạp nẹ thua nẹ khai bảo bọt xa nà rứa có tên ở đây xem xe nhờ dương ai chọn cốt làm bây thua ca nà lại bàn hơi bị SPS nâng cư mô bị ca tha statistical package for the social sciences chẳng cư chìa cam thi muối đài bình như giống hơi kỳ bảo vì xâm khánh là nông ca rộp tên ở đây mình thấy thay dân ai rộp đồng lại mean dân ai rộp đồng lại percentage dân ai rộp correlation dân ai rộp thư comparison rồi viên dân ai bảo t-test dân ai thư ANOVA test dân ai thư bán trang nè nông ca mình thấy SPS nè chẳng một nền dương châu từ đó cam thì SPS dương thời che nòng ca chọn cột phổ biến hơi nền dương thời che nòng ca pra function phổ biến để mùi ở bàn trầm trời hơi nắng nhóm miền link thằng cấm đại chi link nòng ca download cam thì SPS chắc là tặng khnì download bán hơi đầm bây giờ vô căn để cho bán là tặng khnì download super đại cái đã tha SPS textbook cái thứ hai nữa là các con bá làm bây giờ nhà thằng học nghề càng thành nghề rồi phần tái xem lại video này nhóm đang phải hai nhà thằng học nghề bị làm việc trong cốt nó không SPS video mình toàn mới tiết nhóm đang phải hai nhà thằng học nghề ông bị cả vài tên là đại châu nó về đại dương bàn sắp hết cho mỗi nhà mỗi cho mỗi nhà respondent nữa cho mỗi nhà participant nữa chẳng về đại dương anh tình này hết tại dương cua từ vài dương mạch bắt đầu bị dương trong cốt hồi. OK, lấy dương châu là start từ mơ thả tao với chi chi cam thì SPS vì mình đủ riêng như vậy. Chứng theo tôi thì nâng cam thì SPS về để dương bài tới. Này tao khi nâng khơi cam thì viên chứng. Hơi này tao khi chọn down full nhóm bạn đã liên căng cồn. Xem mẹ vừa dần bia mà phải bảy. Hơi lấy vừa dần bia là ở đó mà phải vào mùa vậy. Và đấy vừa dần mà phải bảy. Có ai pra ban lo mình này thao vì update hay dừng hạt pra ban hơi tệ tông nâng cam thì SPS nè thật khả nha bạc tới nâng khuyên tùm rộng bài nâng hơi ở với đây nè thật khả nha chạp ở đó một phút cứ tệ tông tên nâng variable view hay nâng data view nhưng thầy chạm tha variable view cứ cái pra vì tên nâng cứ cái pra vì là mấy chọn code hơi data view để tạo ra cái chất đó vì đang lộn chứ chẳng vì đang lộn chia tùm rộng chia khả lắm đang rộ chẳng được nông này dân khơi khả lắm này cứ miền lệch nằm bờ vì chẳng chỉ tôi tới lệch vì miền trái nè miền rộp xài rộp liên nè trái nè hơi và vì đã và này mà bị variable mình nên thay vì chia variable để dân trời đang chọn cột bác vì đang chỉnh dân thì tiết này tạo ra cái khơi nhớ thay đây cả lại và này vì đang lộn chẳng mạnh chẳng hết nè chẳng này ta có khi môn đường châu từ cái lại variable view cái lại chọn code này ta có khi từ mưa cầm đoan sum đuôi dương sần thì tôi tới cầm đoan sum đuôi về để dương tay sập phe kế cứ dương sập phe chia bị sạc mai và đấy dương thời miền cầm đoan sum đuôi chia original đại dương phơi chia bị sạc ông lệ này thì tôi tới cầm đoan sum đuôi này bất cứ bài này chúng cầm đoan sum luôn nó cứ nhầm vô pi support nhóm đại nhầm chui qua kháng phơi này khai bắt hơi nhầm nâng bằng hai thà ta là việc này cả trong cầu điểm mấy xâm lược cầm đoan sum luôn qua hơi cầm đoan sum luôn sáng cái dân thư đôi khi đã khỏi chắc anh ấy chỉ inform mình sẽ được bỏ qua hơi anh ấy chỉ bị sao lệ bỏ qua hơi dân miền cầm đoan sum luôn tại tôi tình năng covid 19 questionnaire chẳng dân miền code of respondent hơi để tôi nâng session 1 khi dùng bị social demographic là bỏ characteristic là bỏ nhà châu ruộng chẳng còn mình age, còn mình gender, marital status, mình qualification, occupation chẳng ở nâng sao tại dương thầy chọn cô thầy hãy ta dương thầy chọn nhà mình
chúng muốn nội dương chuyên châu từ đó dương châu châu cột nó không cam vị SPS nên từ học này từ bằng lệ sinh chúng dùng bằng lệ mạnh chúng dùng mưa cầm đòn sầm nối này dùng mặt bằng lệ hài hài chúng đi cầm đòn sầm nối tầm mũi tết cứ dùng dùng pi COVID 19 questionnaire chúng tiện tương tình năng ở với để dùng thời chọn thì mỗi dùng pi code or respondent code or respondent chỉ thứ tới việc vay chỉ lấy chúng dùng ở trong mặt chọn agent này smart smart này ở đây dân thời chọn cứ dân chọn là bỏ na đại viên miền là cái option chọn miền đây thà đôi cái này a nick vẫn cầm đó questionnaire quát đại miền bỏ ở muối cứ tàu chiên đập ở mấy chấm bỏ ở muối tiết đập bảy từ sai sấp bỏ muối tiết sai muối từ hạ sấp bỏ muối tiết hạ muối từ học sấp hai muối tiết cứ học thông dân học sấp chấm chắc dân thời chọn cột không cả này nặng chắc nhầm chọn lệnh muối miền đây thà đại miền là dụ tất chương đồng bảy lịch bí nè miền là dụ đập bằng bảy thì xài sập hay nè lịch prám cứ miền là dụ cho anh chịu học sập cho nam chớ những thời chọn tá dân chọn mày chớ người ta khnề tầm mơ nhầm chọn tầng ngọc khnề ok chớ nhầm chọn nhầm ruộng tê tớ tầm bảy giờ nghe mơ ok bạn đang chọn chúng muốn nhìn dương chọn dương này tạo cái bằng lệ chứng gender bằng bị miền mũi mà female lệ piece mà male thì tạo nên sum đua marital status này tạo cái bằng lệ mũi mà nâng bị married two divorce separate three cứ single four lệ bốn cứ mà other thì tạo qualification được nghĩa dương bằng lệ mũi mà primary school lệ piece secondary school thì bên high school dương bằng chẳng là hô từ đó chọn sum đua tại tương tình năng social demographic chẳng này tao khả chấp làm cho chẳng nhầm chọn tìm mối nếp dừng chọn vì mình data view cả lại để vài tình năng ấy variable view cứ cả lại chọn cậu chẳng này tao khả cho làm name chẳng mình name, mình tab, mình y vì mình decimal label, value và năng tiết tiết nhầm làm này tao khả chẳng tìm mối để xa dừng thờ cả correspondent ta code nè để cho rùm nước lệnh bằng mạng thôi ta còn mình lệnh mùi chẳng nhưng chọn lệnh mùi chẳng nhưng vai biệt thá ID tỏ mắt nhầm Enter bây giờ nhầm Enter nên là đọc này chào bà rộng cái tab chẳng cái tab vì mình numeric call chẳng numeric call mình thả lệ chạy chẳng nhưng ai rửa option nếu vì ai mình numeric call vì ai chia dad vì ai chia dollar vì ai chia string string mình này thả ID dương nó lệ dương ai chỉ lệ phong ai chỉ letter phong mình đây là chỉ số và đây để sao tại ID dương chỉ number chẳng nhầm thời đại number numerical có lấy nhầm ok và tao máu vì tệ tơ nông vài chỉ tôi tới mình đây là vì tệ tơ tình năng tầm hôm này ca cái hàng moving column này ta chỉ tôi tới cái lại những tự tôi nằm vái dân ở bên thừa ấy thế tự tôi decimal mình đây tha cứ chia place đại SPA will display mình đây tha cứ chia cái lại mỗi đại SPA vì năng show up tại chỉ tôi tới nên cái ai range will be number từ mình đây tha cut the zero vấn đề để xa tại con ông ấy dân ở trong bảng liền ấy chẳng à tại tôi nâng label cứ dương cầm nọt mình đây tha cầm nọt tha ID những chị ấy chứ nhầm đã tha vì chỉ code of respondent này cái này chứ vì chỉ code of respondent mình đây tha vì đầm nàng ok và tao mà qua là dũ cái này dương ở bên thư ấy tầng ọ missing column ấy dương tục nâng tầng ọ hơi tại tôi nâng measure vì bài anh chạy chỉ ordinal nâng nominal ordinal mình đây tha chỉ chùm đuôn đại chia lục đập mình ta chấm nún chia variable để chia lục đập mình ta chia chua chấm nún chia chua chấm nún chia thanh nặng rồi có chấm nún chia grade mình ta grade A grade B grade C bây giờ để chia lục đập này nôm mình nói chia chấm nún để chia category chia đông chia group of đầm lầy na mùi chẳng thế và đây bây giờ scale mình ta tăng học tăng nôm mình nói tăng ordinal bạn chẳng bắt đầu bị dương chọn ID hay code of respondent hay bắt đầu mới dương cho đó section 1
Chương session 1 cứ dương dòng bí social demographic characteristic robo respondent. Chương dương mới tí mùi, tìm nuôi tí mùi kinh dây tại tôi nâng age. Chương đưa nhóm bàn dây chương dương chập đám bê đầy dương vai tròn cô vai lệ chẳng hơi dương nghi sử dụng. Chương bê đầy dương cho nâng nông cam thi SPS dương ai tròn vô tầm đó. Chương dương dòng bí age, nhà ta có khả vai age đó, hay inter. Bê đầy dương inter, nhà ta có khả mở mở. Tí mối tab dùng dùng pi numerical vì thời ấy vì dùng pi number dùng ở trong mạch liền tế y cứ dùng ở trong mạch ba po đấy decimal để nhóm bàn vậy chứ dùng ở trong mạch ba po thì bên đây decimal mình nói tha cứ chia place that SPF will display mình nói tha cứ chia cái loại mối đại SPF vì nâng show up để tương tự nâng label cái nhóm bàn vậy đấy để xa a dùng ở miền dùng pi ấy thế rồi coi dương anh dùng pi age label với cứ dùng pi mình thay year mình thay chữ năm dương chấn các bạn đấy rồi coi dương bài đáp các bạn này label rồi vấn đề ở đây là tầm khăn này tầng học này nè chạm bài bấm phốt cứ cái line value chấn cái line value để xa tay ấy dương bàn tang muối tổ chiên đồng bảy pi đồng bảy từ sáng hay lịch pram nè cứ nhà đại mẹ chủ thông chương học sập chứng nhân thời chọn cái loại nâng chứng tầm khánh cứ nơi cái loại nâng p là nhà tạo khi chơi cái loại value nhà tạo khi thời chọn code cứ chấm hiên hàng này chứng mẹ cho chọn bảy nhà tạo khi chọn pillar map và đầu map nhà tạo khi thời chọn chứng ở đây để chọn dương mới lệnh muối mineta dương bài lệnh muối map cứ mineta smart nâng nhà đây mineta yếu tại trường nằm bảy chứng label này cái loại label chứng mineta dương chọn map y map tôi chưa đọc tầm bảy hãy dùng bài trong bài đã chức năng để xa nhầm bàn đã cái loại lạc bè này dìa hào vậy tóm mấy nhầm ẹt tóm mấy vị thay lệnh mũi mà nâng nẹ đầy mình là dũ tài trường đồng bầy lệnh phí mà nâng nẹ đầy mình là dũ đọc đồng bầy tới sai sập chân ẩm bây giờ nhầm vài chân hói nhầm ẹt kể nhé cái đã lệnh phí mà nâng nẹ mình đọc đồng bầy tới sai sập hai lệnh bầy ní cứ mà nâng nẹ đầy mình là dũ ha sập mũi tới học sập nó xong tôi xài muối lệnh bệnh nhé miền là dụ xài muối tới hà sập ấy nhầm ẹt chỗ hỏi nhẹ lệnh 4 hỏi lệnh 4 mà nâng nhẹ đây miền là dụ bị hà sập muối tới học sập chân nặng hỏi nhầm ẹt chỗ hỏi nhẹ lệnh pram nè đại miền ở dụ thùng chiến học sập hãy nhầm ẹt châu chẳng dừng ban ẹt câu châu nó bê đè nè lệch muối cư mình nè miền ở dụ tình trường đọc bằng bấy lệch bí cư nè đọc bằng bấy từ lệch bún lệch bấy nè bì sai muối từ học sập lô đó lệch bác nè miền ở dụ chuyên học sập chẳng dừng khinh tha vì thở ta mà vậy đi dụng bằng hai bởi ta mất dừng ok hãy bởi ta mất cái lại measure nè ta học như your scale tới hơi chi tiết chậm nhưng prap tha hết ấy chậm bạch ấy bàn dương thử thử vài việc thử chọn cột việc của chị tu tới là bây giờ này tầng ở kia chọn hàng này hỏi này tầng ở kia chọn data view mới này tầng ở kia đang khởi khởi nhé cả muốn vị trên variable ba tầng ở ta lấy vị trên id vị trên a nhưng bây giờ này tầng ở kia vài chọn tới này tầng ở kia vài tên này để cho rụm nó bắt to hột chẳng dừng mình đây thay dùng vài tầm mặt đo nghe dừng chọn cột tầm mặt đo tiếp bên đây dương ai pra bàn là hột mình đây thay dương ai vay tên ở đây mình nữ và man mơn nè và man liên nè các bạn này ở đây dương tròn hỏi chẳng dương ai thầy tay xong khánh dương thử tròn ai thử ta là dương tròn ai thử vì thử ở dương ca kẹt nha thử ở dương analyze dương mình bằng hà chẳng dương bởi tao bị tròn ai hơi nhà tao khả châu xong đồ tí biết cái gender chẳng gender dương bàn tăng mũi mà female bí mà mẹ chẳng nên tao khả vay được nhé gender ok mà tạo máu tab này numeric này dựa cho bạch cài thế number thời gái label này dựa bạch đặt các bạn đấy tạo bây giờ khác cứ cái line value thế này tạo này gọi chuẩn bị lớn máu biến lệch bảy cái là chuẩn bảy này này tạo này chuẩn bị lớn máu hãy dựng chập đầm tàng còn này dựng bàn tàng hãy lệch muối mà đang female hãy dựng add cho tới lệch pí dựng tàng đói male hỏi dương ok và tao mới xem nuôi ti bấy dương tẹo to nâng marital status
chắc để sao dùng nuôi đấy vì miền pi chắc vì miền pi pi thì tôi tới non SPS thì mỗi dùng thời gian tham vi of support cho mỗi bị sạc mà dùng thế thì pi vi vi ở ai vay pi pi bài này tôi thay nhầm vay pi pi cho Harry Tall hay nhầm đại độ clear nhầm đại state bên này nhầm ok máu vì chân illegal thế nhé variable name contain an illegal character chứ những ở bài này dân ở đây thì dân ai thử bán cứ là đọc nên thử đặt underscore bởi dân trong dây chọc bị 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 là tới là đọc nên thử underscore đặt underscore chấn chữ đặt Marie Paul hay dân đặt underscore mà hay dân đặt thả status anh đăng bài ok nhé bài và đọc máu numeric đôi khi nhé đại tế ở đây để xâm khánh Marie status dân bàn dân mình option chẳng cần mình option chứ rồi chứng dương thử tăng lệch về trong code về chất lại trong code cứ lại value nè để đọc này chất lên nó mới hơi chất dựa lại chất bày nữa hơi dương tăng được nhẹ thì mối dương smart nữa marital center cứ merit thì mối hơi dương ạ hơi lệch phí smart nâng divorce rồi có separate chứ nhầm đã thay divorce mối tới hơi lệch bấy nè cứ mà nâng single quạt nơi liếu dùng add chốt hơi lệch 4 cứ mà adder chẳng vì này ta ai chung được quạt hơi adder tức quạt bật thảm bây giờ dân đạn chân hơi thở hơi dùng ok chẳng chẳng này ta có thể xạ cả lệch cho data view vì nâng load khi như mình id age gender marital status thế nhé vì bạn cả lại nhận chúng bây giờ dùng vay tình đấy dùng vay tài khoản data view này thì variable view dùng đồng code tại thân đồng variable view khi dùng code ok chứ dùng code và to tiền tại thân đồng qualification được nhé qualification dùng ok mà và to mà dùng anh ấy tên anh ấy được nhé ở vậy thì nè toàn cái này chấp bảo đảm cứ cái lại value nè chứng này tao sẽ lưu viêm á hơi dừng dọc tao sẽ chơi cái line value mà ở vị ai cầm nát đấy chứng dừng đã tha qualification dừng tăng lệ mũi còn riêng bàn trầm tại primary school nhưng add chỗ lệch phí cứ quan nè riêng ban secondary school nhưng mà chỗ lệch bấy cứ nè đại riêng ban high school rồi lệch bốn cứ nè đại riêng ở university rồi xem mẹ bà đỡ ai có riêng khu trường năng tới dừng đã lệch prám rồi dân đã adder hãy dừng add chứ những phê để dừng băng lên thử hỏi ở hết dừng ok thế nhé hồi nãy dừng còn đã scale tới từ nhóm bàn và dù dừng hào với tại tựa nông ordinal nông nominal tạo mốc cho bị qualification mới dừng đó là occupation cho nên đọc như why occupation in term á tốt bên này nè tao đi vay occupation hơi nè tao đi ở bàn sợi ấy sợi cái lấy value bài này phù để xa tại vì mình option chỉ thứ tư đôi hàng ID ní dương ảnh đắt ở cùng nó để xa tại dương vay lệ trồ một chẳng cho mình cùng nó thì thấy bởi vì mình option đôi chỉ occupational mình student mình homemaker mình farmer chứ nhìn từ cùng nó đôi cái gì vậy chẳng dương chơi pin lửa tới mình chơi chơi bay nữa dương chơi pin lửa tới chẳng lệnh mối cứ tệ tương tình năng student đấy ta đang dùng nội tiếp hàm occupation nhóm add chỗ lệch phí cứ homemaker rồi lệch bấy ta đang tình năng farmer của chị cả score lệch 4 nhóm tàng đòi teacher lệch pram nhâm tàng đời business
có thể cả business. Hay tìm một mối ai càng nghiệp xe chẳng còn ai add the time chẳng dương ban khu bảo hỏi okay. Tao mới ok chẳng hết ấy bằng dương thời chọn lệch nâng chẳng chi tiết nhầm nâng prap dương tha hết ấy bằng dương thử chọn lệch chẳng hết ấy bằng dương đã student mà mui thì pi homemaker thì bay farmer chẳng video bởi top tiết nè bây đại dương nhầm prap pi làm việc mà cao vai tên anh ấy nhưng nông prap tha hết ấy bạn dương bằng lệch làm bay chọn cột chẳng nè chẳng nông ní nè tao kia thời thì che pi vì thì chọn cột tới ao thì chọn là bạn trầm tới tới cứ cục quạt này cứ mình này thằng nè tao kia ai đầm nà ca từ một cái nông ca prakam thì SPA chẳng tao pi occupation tới cứ dương về pi number of family member